Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với dụng cụ tập võ của Toàn. Thì hôm nay Toàn có đơn hàng đi thành phố Hồ Chí Minh, đó là đi Nhà Bè. Thì hiện tại bên mình thì đơn hàng này xong đi Nhà Bè thì vẫn còn là một cây là 4 triệu rưỡi. Thì anh em nào đặt hàng thì tranh thủ đặt với Toàn, vẫn còn một cây 4 triệu rưỡi. Còn ngoài ra thì còn một số những cây nó cao tiền hơn, như cây 5 triệu, cây 5 triệu rưỡi, cây 6 triệu rưỡi. Vẫn còn mấy cây như vậy nhưng mà cây giá rẻ thì còn đúng một cây. Anh em nào đặt cây rẻ này thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn qua số điện thoại là 0957961325, và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xem chi tiết hơn về cái giới thiệu sơ về cái tay này, cái tay này với một số chi tiết hơn nữa nhé. Trong ba cây này thì hôm nay mình sẽ ship đi hai cây đi Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, thì còn một cây là 4 triệu rưỡi, thì anh em tranh thủ còn đúng một cây 4 triệu rưỡi nữa thôi anh em nha. Từ bắt đầu từ hôm sau là toàn những cây 5 triệu trở lên thôi. Thì anh em biết đấy, cây mộc nhân của bên mình là làm hoàn toàn bằng gỗ lim, có tặng kèm theo đế. Và như ở Sài Gòn thì mình trực tiếp đến nhà mình giao hàng và lắp ráp thì nó cũng không khó lắm đâu. Thì có gì đó mình lúc nào mình làm video lắp ráp cho anh em xem. Thì video lắp ráp thì mình làm khoảng đến 2-3 cái rồi. Thì anh em nào nếu mà chưa thấy thì có lục lại những video sau sẽ thấy. Thì các bạn thấy đấy, cây này thì là hết hàng. Còn lại cây này, cây này là 4 triệu rưỡi. Cây này là tay kiểu xéo theo kiểu Hồng Kông anh em nhé. Tay xéo theo kiểu Hồng Kông á. Đấy, anh em thấy không? Hai tay nó xéo này. Đấy. Đường kính của cây là 25 anh em nhé. Giá 4 triệu rưỡi. Vận chuyển và lắp ráp tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thôi nha. Mình chỉ nhận là lắp ráp tại nhà tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đây, anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn còn một cây 4 triệu rưỡi. Đấy, tay của Việt Nam thì anh em nhá, tay như vậy thôi, tay bằng nhau thôi, chứ còn tay xéo này thì hết hàng rồi. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất nha.